Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày 22 tháng 4 năm 2020, thì cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành giới thiệu tới toàn thể quý vị một quy trình của thợ sơn. Đây là quy trình phun bóng làm màu sáng để hoàn thiện cho quý khách, là công đoạn cuối cùng. Đây chúng tôi đang hoàn thiện bộ Âu Á tay hộp trương voi 100% bằng chất liệu gỗ hương đá cho khách hàng ở Bảo Minh, vụ bản Nam Định, khách hàng cùng quê chúng tôi, rất gần thôi. Đây là công đoạn người thợ chúng tôi đang phun bóng nên là thao tác tay rất là nhanh, nếu như chậm thì sẽ sơn nó sẽ hỏng, nên là yêu cầu người thợ phải nhanh tay nhanh mắt. Chúng tôi có một đội ngũ thợ rất là trẻ, quý vị hãy xem chi tiết. Tôi cũng báo luôn thông số bộ ghế như sau. Chiếc ghế dài này chúng tôi làm dài 2m50, sâu 70 và cao 1m10. Cột là cột 12, chất liệu là gỗ hương đá của Nam Phi. Toàn bộ phần mặt chúng tôi làm dài 2 phân, phần khuôn chúng tôi làm dài 4 phân. Bộ bàn ghế này là vách đục tứ bình. Bộ bàn ghế này gồm có 6 món: một ghế dài, hai ghế đơn, một bàn, một đôn và một bàn trà. Chúng tôi phải đưa lên dàn quay này thì phun nó mới đều được. Đây là hai người thợ của chúng tôi. Khi phun bóng xong thì chúng tôi sẽ chờ khô để bàn giao cho quý khách. Và đây là chiếc bàn to, chiếc đôn và bàn trà đây. Ghế đơn thì chúng tôi làm thông số như sau. Chiều dài là 87, chiều sâu 70 và chiều cao cũng là 1m10. Và toàn bộ vách cũng được đục tứ bình. Khi đưa lên dàn quay như này thì quý vị có thể xem được bốn mặt. Và những người thợ chúng tôi đang phun bóng đây. Bên cạnh những bộ âu á hộp này thì chúng tôi có những bộ âu á hộp mà gỗ mun hay là gỗ gõ đỏ, thì giá thành nó sẽ khác nhau. Và mỗi một bộ thì chúng tôi lại làm kích thước khác nhau và số món cũng là khác, nên quý vị ưng bộ sản phẩm nào thì quý vị có thể chụp màn hình gửi qua Zalo 0986 883349 hoặc 0985 226684, thì chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí cho quý vị và báo giá chuẩn luôn. Chúng tôi là nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, để quý vị có thể chiêm ngưỡng này. Bộ bàn ghế âu á hộp trương voi, vách đục tứ bình, tay là chúng tôi đục cá chép. Quý vị muốn xem thêm thì chúng tôi có những video đã ghi ở dưới phần mô tả rồi, quý vị có thể xem được. Bộ này là chiếc bàn chúng tôi làm dài 1m75 và chiều rộng là chiều rộng 80, vì đây là bộ bàn ghế cột 12 làm theo yêu cầu đặt của khách hàng bằng chất liệu gỗ hương đá các bạn nhé. Chúng tôi cũng đang còn rất nhiều bộ gỗ hương vân rất là đẹp, đang còn hàng mộc ở cơ sở thì quý vị có thể qua xem. Và khi hoàn thiện gỗ hương đá hay hương vân thì lên được màu vàng sáng như này là màu đẹp nhất của chất liệu gỗ hương Nam Phi rồi. Quý vị có thể xem được cận cảnh những người thợ của chúng tôi đang hoàn thiện quy trình bắn bóng này. Yêu cầu thao tác tay rất là nhanh. Nếu như chậm thì là sẽ là hỏng mất bộ sản phẩm ngay. Khi phun thao tác rất là nhanh, không được nghỉ. Và khi phun xong thì chúng tôi sẽ cho vào một phòng riêng để tránh bụi. Đây các bạn có thể xem những lô hàng chúng tôi bọc chuẩn bị đi Nam này.